Sau 3 tháng tranh tài với sự tham gia của gần 100 bộ phim ngắn, thì dự án làm phim 48 giờ đã chính thức tìm ra chủ nhân của giải thưởng cao nhất. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh đó nhé. Cuộc thi năm nay đã mở rộng quy mô đáng kể khi có nhiều phim dự thi đến từ khắp các tỉnh thành. Độ tuổi của các thành viên tham dự đa dạng, dàn trải từ nhóm sinh viên, học sinh cho đến những nhà làm phim chuyên nghiệp và nhà sản xuất truyền hình. Trong số hơn 30 phim được đề cử ở các hạng mục giải thưởng khác nhau, đã có 9 phim lọt vào hạng mục quan trọng nhất, phim ngắn 48 giờ xuất sắc Việt Nam mùa 2019. Kết quả cuối cùng, phim xuất sắc nhất đã thuộc về nhóm FGS với bộ phim Bi Không Sợ Nữa. Phim nhận được sự đồng thuận rất cao với 90% số lượt bình chọn của giám khảo và khán giả. Bộ phim này cũng liên tiếp được vinh danh ở các hạng mục khác nhau như là biên kịch xuất sắc, hậu kỳ xuất sắc, giải khán giả bình chọn nhóm chiếu phim Bi Thành phố Hồ Chí Minh. Bi Không Sợ Nữa thuộc thể loại kỳ bí, câu chuyện nói về một cậu bé tò mò với bộ phim người lớn, cố gắng tìm hiểu và được những người tốt định hướng, giúp hiểu được những việc cần biết phù hợp với lứa tuổi. Bộ phim mang tính giáo dục khá cao, mang thông điệp khá rõ ràng. Với chiến thắng này thì Bi Không Sợ Nữa sẽ đại diện cho Việt Nam tranh tài tại Liên hoan phim 48 giờ quốc tế tại Hà Lan vào tháng 3 năm 2020 và hy vọng sẽ được chọn làm một trong 15 đại diện của 48 giờ quốc tế có mặt tại Liên hoan phim Cannes năm 2020.